Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 2 vô lý. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 59. 14 trừ đi một số, 14 trừ 8. Bài số 1 tính nhẩm. 14 ta trừ cho 2, như vậy là còn lại 12. 12 ta trừ 7 là còn 5. 14 ta trừ cho 9, như vậy là còn lại là 5. Như vậy con số 9 này tách nó ra thành con số 2 và con số 7. 14 ta trừ cho 2 là 12. 12 ta trừ 4 là bằng 8. Con số 6 này nó tách từ con số 2, nó tách ra thành ra con số 2 và con số 4. 14 ta trừ cho 6 là còn lại 8. 14 ta trừ 2 là còn 12. 12 ta trừ 3 là còn lại 9. Con số 5 này tách ra là con số 2 và con số 3. Như vậy là 14 mà ta trừ cho 5, nó cũng vẫn là con số 9. Bài số 2 đặt tính đầu tính. 14 ta trừ cho 6. 14 nó trừ 6 còn 8. 14 nó trừ cho 4 bằng 10. 14 nó trừ cho 8 là bằng 6. 14 nó trừ cho 7 là bằng 7. 14 nó trừ cho 3. 4 nó trừ 3 còn 1, 11. 3 qua bài số 3. Bà có 14 con gà, bà đã bán đi 7 con. Vậy bà còn lại là bao nhiêu con gà? Ta lấy 14 ta trừ cho 7 nha. Vậy còn lại là 7 con, bán đi là trừ ra. Ta qua bài tiếp theo, bài số 4. Tóm tắt bài toán sau rồi giải. Bãi đỗ xe có 14 chiếc xe màu đỏ và màu vàng. Như vậy là 14 chiếc này gồm chiếc đỏ và chiếc vàng. Trong đó có 9 chiếc xe màu đỏ, hỏi có bao nhiêu chiếc xe màu vàng? Vậy là trước tiên chúng ta sẽ tóm tắt trước. Có 14 chiếc xe đỏ và vàng. Đỏ, trong đó có đỏ 9 chiếc. Rồi, vàng bao nhiêu chiếc? Như vậy chúng ta sẽ lấy 14 ta trừ cho 9. Số xe màu vàng có là, ta lấy 14 trừ 9 là bằng 5 chiếc. Đáp số 5 chiếc xe. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.